Châu cúc này phải là mỗi năm là một cặp thì 60. Ừ. Một cây ha. Dạ một chậu. Cây à? Cây một à. Ừ. Cây này 60. Năm nay nhiều 40. Trời ơi. 40 không ai mua nữa, chưa ai mua đâu. Trời ơi. Ai là nhà vườn lỗ cho lá bông này để tiền mua thịt mua cá cho con ăn. À. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác kính chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại làng hoa Sa Đéc. Đây được mệnh danh là một trong những cái thủ phủ làng hoa ở miền Tây. Ở miền Tây có hai làng hoa khá là nổi tiếng, đó là làng hoa Sa Đéc thuộc xã Tân Huy Đông thuộc tỉnh Đồng Tháp, và làng hoa thứ hai đó là làng hoa Chợ Lách, thuộc huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre. Ngày hôm nay là một trong những ngày cuối năm. Ngày hôm nay là ngày 29 âm lịch, có nghĩa là người dân sẽ thay vì mặc những cái bộ đồ đẹp để chụp hình với những cái hoa như thế này, hoặc là sắm sửa trang trí cho nhà mình những cái chậu hoa, thì ngày hôm nay một cái không khí khá là lạ thường. Đặc biệt là Bùi Hồ nhận thấy được rằng ở năm trước Bùi Hồ cũng có mặt tại làng hoa ngay thời điểm này. Tuy nhiên thì năm nay thì số lượng người đi đến mua, người xem hoa cũng khá là ít, và cuộc sống của những người sống với nghề cây cảnh này như thế nào vào thời điểm Tết, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây cô bác quý anh chị, vào những năm này thì cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng người dân họ trồng loại hoa giấy nhiều hơn. Vì hoa giấy là loại hoa có thể lai tạo ra được có ngũ sắc, nên là nữ là họ chuộng cái hoa giấy nhiều hơn. Và đi dọc tuyến đường này thì Bùi Hồ bắt gặp rất là nhiều hình ảnh những cái hoa kiển, đó là hoa giấy, hoa vàng thọ, hoa cúc, và thậm chí là những loài hoa khác nữa. Tuy nhiên thì ở cái làng hoa như thế này, đây là những ngày cận Tết, thì một phần làng hoa cũng được đi các tỉnh miền Trung từ Ninh Thuận, Bình Thuận hoặc là đi Sài Gòn thì còn lại đây để bán tại chỗ. Nhưng mà không khí ngày hôm nay thì rất là khác so với không khí Tết của những năm rồi nha cô bác anh chị. Bùi Hồ có mời cô bác anh chị qua đây nè. Đây là một cái chậu hoa vạn thọ, và theo anh chủ hoa, chủ cái vườn hoa này chia sẻ rằng á, những năm trước đây cái một cái chậu như thế này á là 30.000 một chậu, có nghĩa là một cặp là 60.000. Tuy nhiên vào thời điểm này á là chỉ 20.000 một cặp thôi, và người dân vẫn bán không được. Đây chú ơi, cho con gặp chú tí xíu chứ. Đây, bây giờ mình sẽ gặp một cái anh này, ảnh chuyên trồng hoa ngay tại một cái làng hoa Sa Đéc như thế này ha. Dạ. Rồi, em chào anh ha. Dạ. Anh tên gì anh ha? Đây cháu anh em mình qua đây. Quỳnh Hữu Hạnh. Anh Hạnh ha. Ừ. Năm nay thì em thấy là cái lượng khách du lịch mà đến đây để chụp ảnh, để check-in hoặc là giới trẻ đâu hình như là ít hơn nhiều so với những năm trước, đúng không mình Hạnh? Đúng, đúng, đúng rồi. Dạ. Ít hơn nhiều lắm. Ít hơn nhiều lắm. À. Dạ. Cái lượng khách năm nay rồi đi là không có bằng nửa năm rồi nữa. Không bằng luôn. Không bằng luôn. Ôi trời ơi. Ừ. Mà bán cũng không có bán được nhiều nữa. Chậm, quá chậm. Quá chậm luôn. Anh ở đây là mình trồng mấy loại? Mỗi năm là tôi trồng là tôi bán là 300 đó. Mà dạ. 300 chậu vậy, nhưng mà bây giờ bán mới có 200, chưa được 200. À. Còn một số lượng bên vườn nữa. Ừ, là trồng bầu hồ lô ha. Là năm nào cũng phải trồng hết á. Đây cô bác quý anh chị, anh Hạnh có chia sẻ rằng là mỗi năm vừa rồi thì anh tự chăm sóc và trồng ra những cái cây bầu hồ lô như thế này. Và mỗi một cây như thế này là bao nhiêu tiền anh? Năm rồi thì bán được 150, năm nay bán được 120 hoặc 100. Năm vừa rồi thì là 150.000. Tuy nhiên năm nay chỉ được 100 hoặc 120, giá giảm xuống nha. Tuy nhiên mà số lượng thì anh bán cũng không có được nhiều luôn. Đúng. Và rồi. Kế bên đây là vạn thọ đúng anh? Vạn thọ này bình thường anh nói là Tết năm rồi là anh bán bao nhiêu? Bán được 30.000 một chậu. Dạ. Năm nay bán được có 20 à. Năm nay chỉ 20.000 một chậu. Một chậu như thế này thì mình 4 tốn cây. Tốn cái cây 4 cái cây vạn thọ thì mình gồm có 4 cái cây ha. Có nghĩa là mỗi một cây như thế là chỉ có 10.000, chưa được 5.000. 5.000 một cây thôi. Nhưng mà mình tốn thời gian bao lâu đó? 8.000 đó, kể như là tính có 8.000 cây bông nhận thọ chứ nhiêu. 84 32. Dạ. Phải không? Và dạ. Này bán được có 7 thì 37 21 à. Có 5.000 ở 4 cây 20. 4 cây 20.000. Dạ. Giờ bán 20.000 đó mà còn đó. Nhưng mà tốn cái công chăm sóc nó cực chữ không? Cực. Từ thời điểm trồng gieo hạt cho đến thời điểm ra bông là khoảng bao lâu anh? 2 tháng đúng đó. 2 tháng đúng. Ừ. Phân rồi thuốc nhiều không? Ừ. Cũng ít thôi chứ không nhiều. À. Mỗi năm thì có anh cái cực mình chăm sóc thôi chứ mình lấy chèo thôi. Mỗi năm thì anh bao nhiêu chậu vạn thọ như thế này?
Tùy theo năm thấy hút thì mình trồng chừng 500, còn không hút thì trồng chừng 300 thôi. Năm nay trồng ít á, trồng 300 chứ phải trồng nhiều. Mà bán vẫn không hết. Bán không hết. À, còn việc thì mình đi còn mấy giỏ này đó. Còn được mấy giỏ. Việc mình đi mấy tỉnh khác thì sao? Nói chung là tôi cũng chưa có đi mấy tỉnh khác, nhưng mà coi mấy cái lương tốt á lên là giật thế còn nhiều lắm. Ý em nói ở vườn của mình mà chuyển đi bán sỉ á? Chị ở vườn mình á ha. Vườn mình đi bán sỉ, nói chung là bán cho lái thì nó ly, nó lấy cũng không có nhiều, lấy 100, 200 là dữ lắm rồi. Người ta cũng sợ, người ta sợ thế, người ta không dám lấy nhiều. Năm nay là nói chung là khách du lịch đến ít, chụp hình ít mà mua cũng ít luôn nữa, đúng không anh? Mà giá là giảm xuống. Giá giảm. Một cái làng hoa nhưng mà mình đi dọc cái tuyến đường là hình như là rất là vắng, vắng một cách lạ thường rồi những ngày cận Tết như thế này. Vắng lắm rồi, đó đây mình nhìn thấy thì biết á. Mỗi năm đâu có, dữ lắm, đi dữ lắm. Năm vừa rồi thì sao, anh có thể so sánh một cách cụ thể tí xíu? Cỡ thì chừng cỡ được, chừng 40% à. Hồi đó là tôi bán trong tháng 11, 40.000 cặp. 20.000 một chậu, một chậu là 4 cây. Hồi năm rồi á, là tôi bán ở đây là cuối tháng 11, là bước qua tháng chạp á, là tháng 12 đó ha. Là xong hết rồi, là bán hết trơn luôn rồi. Mà trồng số lượng nhiều. Dạ. Rồi cái tôi xuống dưới phường với tôi trực ở dưới là suốt một tháng đó. Là kiếm tiền. Được không anh? Dạ không được. Không được hả? Trời ơi, anh coi cái chậu đi, 4 cây lận đó. 4 cây mà rất là nhiều bông đúng không? Bông nào bông nấy nó to, mà năm nay được cái là thời tiết năm nay hình như là nó đây này là đi đúng luôn đó. Dạ. Cái công của người dân á, chăm sóc thấy cực lắm. Cực lắm, cực trời kì. Ơi lội tối ngày luôn. Anh ở đâu mua anh? Cần Thơ. Cần Thơ hả? Dạ. Mấy năm trước anh có đi đường này không? Không. Ủa, năm nay vắng kinh khủng. Dạ. Dạ anh nói đi. Dạ. Anh này cũng là người ở Cần Thơ. Vậy là anh đi gặp anh đi cả hõm thì nó đông. Dạ, mà mắc. Mua thì hơi mắc. Dạ. 30 cây hết kìa ông ơi. Cái gì? Cặp 30 cây hết. Anh chở sao vậy? Chỗ đâu chở. Nó chạy ông ơi, tôi chạy ra này tôi chứ không. Tôi thấy ông tôi biết sao không biết. Tại vì tôi thấy xe của ông Điền tôi biết rồi. Chú thấy năm nay là khách đông không? Cũng đông. Được. Nói chung là cũng đông nhưng mà thấy cái này như là cái giặt giá cái này nè thì thấy năm nay là yếu quá. Nhà vườn yếu quá. Cặp có 30, 40 cũng như là yếu quá. Hình như là chú đang đi lấy hay bán thì sao? Dạ đúng rồi, đang đi lấy mỗi một chậu như thế này mỗi cây là có 5.000, trời thấy nó rẻ. Đúng rồi đó. Còn công chăm sóc nó cực lắm. Đông đó. Đúng rồi. Tài xế chạy xe điện của thành phố Hoa đây. Dạ. Một chợ nói chung là mình trồng mà nếu như mà một mình trồng ha, mình bán một chậu như thế này 100.000 mình cũng không bán luôn nữa. Dạ, nếu mà hao này mà cái lúc mà không có dịch bệnh hoặc là mấy năm trước đó ha, bán cái này là có thể là một cặp như vậy là 120, 130. Dạ. Còn bây giờ là cặp có 40.000. Dạ. Ha. Đúng rồi. Thật ra là nhà vườn năm nay là yếu quá. Thua nhà vườn rồi, thua rồi. Năm nay thua rồi. Hả? Ăn nát một lần hoa luôn. Đúng rồi. Mà cũng vậy chứ, qua năm tới cũng làm nữa à. Dạ. Nhưng mà vì cái nghề mà người... đúng rồi, cái nghề. Cái nghề phải làm. Lời ít lời nhiều hoặc quề vốn vẫn phải làm. À đúng rồi. Dạ. Cái nghề làm mà. Vì một cái đam mê, đúng. Tình yêu nghề nữa. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ là bán cặp này là mấy chục, 40 cái 30 vậy. 40 Dạ. Như chú thấy là cô bác của chị. Cảm ơn. Dạ anh nha. Dạ, đúng giá một lần hoa luôn. Muốn mua mà không có tiền. Bây giờ anh đi dài cái dưới ra là nhiều nhà vườn lắm chứ không phải ít đâu. Dạ nhưng mà ai cũng ăn hết. Thử coi biết. Chứ để một mình chỗ này thì người ta không tin, đúng không? Dạ. Hoa rất là to, nở rất là đẹp luôn ha. Màu sắc khá là sặc sỡ. Tuy nhiên anh đây là một trong những cái nhà vườn mà lần mình gặp ở cô bác anh chị và thấy là tình hình mua bán năm nay cực kỳ ấm. Em có thể quay một cái tuyến đường rất là dài. Đây là một cái tuyến đường hoa ở xã Tân Huy Đông đúng không anh? Phường Tân Huy Đông thuộc thành phố Sa Đéc. Thuộc phường Tân Huy Đông, đây là một cái làng hoa khá là nổi tiếng ngay tại
thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp cho cô bác quý chị. 2.000 mét. Đường làng hoa này là 2.000 mét. Dạ. Nói gì dành tặng cho người ta. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình sẽ quay lại một tiếng đường. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Như cô bác quý chị đã thấy là ở thời điểm hiện tại thì thay vì chọn những cái đi những nơi làng hoa như thế này để chụp những cái tấm hình check in thì thời điểm này nó vắng điều hiu đến lạ lùng. Và có một thông tin mà Bùi Hồ mới vừa cập nhật được rằng là ở những cái tỉnh thành lớn hoặc là ở khu vực Sài Gòn á thì người dân sẵn sàng chặt bỏ những cái cây mai gốc lớn như thế này, chặt còn cái gốc để đem về thôi. Dù sao thì cái chi phí vận chuyển về á nó cũng mắc nên người ta sẽ hạn chế. Và những cái chỗ cúc, những cái chỗ dặn họ thì bán giá rất là rẻ, người dân sẵn sàng có thể là bỏ luôn không đem về, tại vì đem về thì sẽ tốn tiền vận chuyển nữa. Đó là một trong những cái tình hình chung mà ở thời điểm này á mình thấy nó thương những cái người mà với một cái nghề làm nghề cây cảnh làm đẹp cho một cái mùa xuân như thế này. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lại đằng kia tí xíu ha. Đây là cúc mâm xôi ha cô. Dạ, mỗi một chậu như thế này là bao nhiêu tiền hả cô? Có mấy chục ngàn hả? Năm nay bán lỗ dữ lắm rồi. Lỗ hả? Ừ. Trời ơi, năm nay nhà mình ương được nhiều chậu không cô? Con đẹp cái nít cái cô. Trồng cái này không là 2.000 vỏ trễ trơn. 2.000 vỏ, bông này nó ra trễ. Trễ chứ bán không được, lái không có mua. Lái không mua hả? Ừ. Một chậu như thế này cô đem đi là bao nhiêu tiền? Thường khi bán có 130 cặp hả? Dạ, là 75.000. 130 cặp là 65.000. 65.000. Ừ. Mà thời điểm bây giờ là bán ra cũng không được luôn hả? Không luôn. Cô trồng 2.000 chậu. Ừ. Là bán được bao nhiêu rồi? Bán có mấy chục chậu, còn nhiêu bỏ hết trơn. Trời ơi, lỗ năm nay lỗ dữ lắm. Lỗ phân thuốc sâu không lỗ bạc chục triệu. Lỗ cả chục triệu hả cô? Trên trồng 2.000 là lỗ trên 30 triệu. Trời ơi, giò thọ cũng cả 500 vỏ mà bán chưa được 100 vỏ. Tình hình năm nay nó khó khăn quá hả cô? Ừ, khó khăn bèo. Dạ, con thấy người đi ở trên cái tuyến đường này so với năm rồi thì ít hơn nhiều hả? Đi nhiều nhưng mà bán không được. Bán không được luôn? Ừ. Một cái chậu như thế này cô tốn thời gian bao lâu để chăm sóc? Tháng 6 là xuống rồi, tới Tết. Là 6 tháng. 6 tháng chăm sóc, chỉ có 65.000 một chậu thôi. Một cặp như thế này á là 130. Vì cô nói những cái chậu này không mua là lý do là nó hoa nó nở muộn. Ừ. Nên là nở là những cái thương lái người ta bỏ lại. Ừ. Dưới năm nay không có lái mua. Dưới năm nay không có lái mua luôn. Bỏ cặp rồi đi luôn. Thà nó lỗ cặp chứ để nó lỗ nhiều sao. Dạ, bỏ cặp rồi bỏ đi luôn. Ừ. Ôi trời ơi. Năm nay là nhà vườn lỗ chứ lái không có lỗ. Dạ. Cô đặt cọc nhiều không mà người ta lại bỏ cô? Kiểu thí dụ nó dặn mình 1.000 mốt thì nó bỏ cọc cỡ khoảng 7-8 triệu vậy hả? Ừ. Rồi lái bỏ luôn? Bỏ luôn. Rồi thương lái phải bỏ cọc. Lý do là vì tình hình đầu ra đó cô bác quý anh chị không có ra được ra. Nên là nữa là thương lái chấp nhận bỏ cọc với nhà vườn để mà nhà vườn ương 2.000 cây như cô như thế này. Ương 2.000 cây, ương 2.000 cọc hay 2.000 cây cơ? 2.000 cây. 2.000 cây cúc mâm xôi như thế này và đành chấp nhận chịu lỗ. Vậy thì cái Tết mình năm nay như thế nào hả cô ha? Tết nay là bèo hơn Tết năm nào. Cô có biết vì sao lại họ lại mua về sụt giảm như vậy không? Tại vì kinh tế không có. Dạ. Kinh tế không có. Rồi kho với công ty đồ nghỉ nhiều. Dạ. Còn người ta không có tiền. Đâu có tiền. Dạ. Thay vì mua bông này để tiền mua thịt mua cá cho con ăn. À. Có thì ta chân sợp, còn không có thì ta chân bình thường. Thay vì thì người ta sẽ mua những cái chậu lớn như thế này thì người dân sẽ tính toán chi tiêu một cách tiết kiệm hơn. Chẳng hạn như là họ sẽ mua 1-2 cây nhánh cằn thọ chỉ 5-10 ngàn. Đúng. Đem về thì cũng có một cái không khí Tết để dành tiền còn lại mua một nồi thịt kho. Đúng. Hoặc là một cái bánh mứt để cho đầy đủ mâm quả của ngày Tết để dồn vô như thế này. Nếu như mà nhà mua khoảng chừng 4 cặp thì họ nghĩ rằng 400-500 ngàn đó là một số tiền rất lớn. À. Đối với những người công nhân, đối với những người công nhân ở thời điểm này khi mà các công ty cắt giảm nhân sự, giảm biên chế rồi tình hình thất nghiệp rất là nhiều. Thành nữ ra đây là một trong những cái tình hình chung
mà hồi này không chỉ là các công nhân mà cả những người làm vườn như cô cũng đành phải chấp nhận với tình cảnh chung, đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Chồng biết nhiêu năm, năm nay lỗ quá trời luôn. Từ trước giờ không lỗ? Không. Năm nay là năm lỗ, cô trồng được bao nhiêu năm rồi? Trồng năm nay cũng cả 10 năm rồi. Cũng cả 10 năm rồi. Nhưng với một cái kỹ thuật chăm sóc của 10 năm của cô, nó không lời chứ nó cũng đủ vốn. Dạ. Năm nay là lỗ luôn. Đứt luôn. Tan nát. Đứt cây con mà phân thuốc cũng đứt luôn. Với một cái kỹ thuật chăm sóc mà 10 năm á thì cô biết được rằng thời điểm nào hoa nó sẽ nở rộ và chăm sóc kỹ thuật xử lý như thế nào? Cái mâm xôi này là trồng hên xui thôi. Dạ. Chứ không phải mà mình trồng lâu năm mà mình có kinh nghiệm. Dạ. Người lâu năm cũng vậy nữa. Thí dụ nó chịu thì nó tốt qua, nó chỗ ngay Tết, nó không chịu là thua thôi. Trời. Do thời tiết chứ không có do người trồng được. Ô kinh khủng không? Thật phải nói thật là kinh khủng, tan nát mà. Đây là tình hình chung, một chậu to, rất là to đùng như thế này các bác anh chị. Kể cả tiền cái bọc mũ nè, rồi cái vỏ ở ngoài nè, rồi những cái hạt giống nè, rồi phân nè, rồi thuốc nè. Và bán một chậu như thế này á là chỉ có 65.000 đồng một chậu thôi. Một cái tàn rất là to đùng như thế này. Tuy nhiên thì đến thời điểm này theo như cô chia sẻ thì vẫn không có thương lái đến mua và đành chấp nhận bị lỗ. Trời ơi, kinh khủng thiệt ha. Cô có cả nguyên một nhà vườn ở đằng sau, em có thể quay chia sẻ cho mọi người biết ha. Một cô có ngoài cúc mâm xôi thì cô trồng vạn thọ nữa ha. Trồng vạn thọ rồi mồng gà được tùm lum hết mà lỗ hết, cái nào cũng lỗ chứ. Cái nào cũng lỗ hết. Ngay đứt đời. Dạ. Năm nay đứt đường. Năm nay đứt đường. Trời ơi. Một cái tuyến đường hoa mà tự nhiên thời điểm này mình thấy rất là vắng luôn. Vắng hơn so với những gì mình tưởng tượng và so với những ngày thường. Thường khi đó ha, là mỗi năm là 20 tới 23 là vườn bông trắng hết trơn. Đi dạ. Chợ hết trơn. Dạ. Năm nay đi đây giả dưới nhóc hết trơn. Dạ. Vì hoa đi không được. Ừ. Nên là nữ là hoa vẫn còn khá là nhiều. Ừ. Ồ trời. Ai cũng lỗ năm nay, lần qua này là mệt luôn, lái không lỗ. Thà nó bỏ cọc lỗ ít để nó lấy lỗ nhiều sao. Năm nay là nhà vườn lỗ á. Cô là một trong những nhà vườn mà được mình chia sẻ trong rất là nhiều nhà vườn ngay tại làng hoa Sa Đéc này. Với làng hoa rất là nổi tiếng đó là làng hoa Tân Huy Đông. Thuộc thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Ngồi nhìn những cái chậu hoa do chính tay mình chăm sóc nên hoa đã nở rồi, tuy nhiên lòng của cô thì lại héo. Vì đâu đó rằng Tết năm nay ở gia đình cô chỉ trông chờ dọn dẹn vào những cái chậu hoa như thế này. Thì những ngày qua hoa không bán được thì trong lòng rất là buồn ha. Hoa nở nhưng mà lòng héo nha cô bác anh chị, đúng không cô? Tan nát kinh khủng. Chia sẻ như thế này, những năm trước mà cô bác anh chị biết rằng người dân ở những cái thành phố lớn họ tính như thế này. Hoa dù sao thì hoặc là cây kiểng trước sau cũng phải chưng Tết, mình mua ở thời điểm người ta gần ngưng bán, có nghĩa là ở thời điểm tối đêm 30 ra đó mua hoa sẽ rẻ hơn, mua hoa sẽ được giá tiền rẻ hơn phân nửa so với ở thời điểm những ngày trước thềm năm mới, chẳng hạn như 24-25. Và vì những cái tính nó như vậy mà những người trồng hoa này cũng một phần điêu đứng. Cô bác anh chị biết là có những thước phim mà Bùi Hồ xem rất là xúc động, đó là những thương lái, những nhà vườn chở hoa từ đây lên Sài Gòn, sau đó vì bán giá hồi vốn hoặc là bán giá rẻ mà họ đành chấp nhận đập bỏ những cái chậu hoa của mình đem đổ sông đổ biển chứ không có thể bán. Thì mình là những người tiêu dùng, mình cũng phải nên hiểu những người họ bán thì cũng phải có lời, làm thì phải cũng có lời. Và 5-10 ngàn đối với mọi người thì nó cũng không sao, nhưng mà đối với những nhà vườn như thế này á, họ rất là cực khổ. Và mong rằng chia sẻ đoạn clip này để tất cả cô bác anh chị có thể hiểu thêm và ủng hộ những cái cành hoa. Dù sao đi nữa thì mọi người chung tay như một ít thì những người nhà vườn như cô nó đỡ vất vả hơn. Cô ơi, cô tên gì? Cô tên gì? Tên thôi hả? Dạ. Tên họ luôn hả? À, tên thôi. Tên Điệp. Cô Điệp. Cô Điệp trồng hoa đã gần... Không, nói Minh Trí á. Minh Trí. Vườn hoa kiển Minh Trí của cô Đẹp ha. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Mong cô là
những ngày tới thì có ai đó xem được những cái đoạn video clip này để ủng hộ cô, để cho nó ra hết những cái sản phẩm như thế này của cô. Dễ cảm ơn cô đã trang điểm thêm cho ngày Tết những cái cành hoa rất là đẹp ha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Bữa nay rồi mà dễ gì có thương lái nữa. Giờ thì Bùi Hồ đang lội vào một trong những cái nơi mà trồng hoa. Và đến thời điểm hiện tại thì cô bác quý anh chị thấy là những cái cây hoa này á vẫn còn ở đây khá là nhiều, từ những cái chậu vàng thọ cho đến những cây ớt kiển hoặc là những cây hoa kiển khác. Và đây là một cái vườn hoa rất là lớn, chắc của chú này vừa cho thăm hoa. Dạ, chào chú. Vừa cho thăm hoang hoa đó. Rồi vừa bán luôn. Hoa này là hoa gì vậy con? Ô đẹp quá nè. Hoa dễ thương quá ha. Trời ơi, hoa này là hoa gì con? Hỏi ông chủ. Dạ. Dạ, ngắm bông. Đẹp quá ha. Cực kỳ tuyệt vời, những cái cánh hoa màu vàng rực rỡ luôn. Chào chú. Dạ, chú là chủ vườn hả? Trời, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ. Mới có sao mấy hả? Năm nay là hoa mình đi nhiều không chú? Đi nhiều mà không có giá khỉ gì chứ. Không có giá khỉ à? Là bao nhiêu năm trồng hoa rồi chú? Mới trồng từ khoảng 7-8 năm nay hả? Dạ. Thì năm nay là không có giá. Không, hôm nay là tệ rồi, bán hết rồi, tệ vậy đó. Bà con thấy là hình như là năm nay là hoa kiển còn ở tại chỗ này nhiều hơn là đi những cái điểm khác hả chú? Đúng, đúng rồi. Vậy hả? Ừ. Rồi giá cả thì sao? Giá nó tệ hơn năm đầu vậy đó. Vậy hả? Ừ. Còn thời tiết sao chú? Thời tiết nó có thuận lợi cho hoa mình ra không? Thuận chứ không ấy, chứ mà đều không có giá à. Dạ. Chú, con gặp hoa ngoài trước này đẹp quá, chú có thể chia sẻ một con tí xíu ha. Hoa này là hoa vàng thọ đúng chú? Ừ, ừ. Một cây như thế này là nhiêu tiền? Một cây bán 10 mấy ngàn. Cây này là 10 mấy ngàn. Một cây này rất là nhiều bông ha. Ừ. Bông nào to đùng luôn chú ha. To mà rất là đẹp. Năm nay là mình lời nhiều không? Lời nhiều được khóa quầy chứ lời lớn gì. Khóa quầy. Khóa quầy. Trồng hoa này cực dữ không? Con thấy chú bây giờ bị gạnh nắng hết trơn rồi. Cực. Dạ. Tứ sáng tới chiều đó. Dạ. Qua cái này nè. Dạ. Rồi này là phải mấy tháng mới có không? Đầu cuối tháng 10 mình gieo. Là khoảng 2 tháng? Ừ. Khoảng 2 tháng có bông. Mà phải mướn người chăm sóc nữa hả chú ha? Mướn nữa lỗ à. Mướn nữa lỗ làm nhà không ha? Ừ. Dạ. Còn hoa này hoa gì chú? Cái này là... Cái là... Cúc. Cúc, còn cúc này cúc gì con thấy dễ thương quá vậy? Ừ, nó với nó hàng cúc. Nhưng mà nhiều loại cúc khác nhau đúng không? Ừ, nó nhiều màu. Năm nay là thương lái họ mua một cái chậu cúc này là bao nhiêu tiền? Chậu cúc này phải là mỗi năm là một cặp thì 60. Ừ. Một cây nha. Dạ, một chậu. Một cây à? Cây một à? Ừ. Cây này 60. Năm nay nhiều 40. Trời ơi. 40 không ai mua, nữa cho ai mua đâu. Trời ơi. Nhìn mê ghê á, đúng không? Cô bác anh chị thấy chậu hoa đẹp không? Chỉ một cây thôi nhưng mà dưới cái bàn tay làm lũ của chú á thì chú đã cho ra những cái chậu hoa rất là đẹp, và thậm chí là cái thân của nó to đùng luôn. Hoa thì nở vàng rực rỡ dưới một cái ánh nắng chiều nè. Mà như vậy á mà bán lại càng không được. Có ai mà bỏ, thương lái nào dặn người bỏ cọc luôn không chú? Không, ở đây thì không có nó bỏ cọc, nó lấy đủ của nó thôi vậy nó không ấy. Ừ. Năm nay thì còn cái số hoa này thì mình xử lý như thế nào? Thì bỏ ra mua để đó, bỏ luôn chứ sao? Bỏ luôn? Ừ. Rồi. Giờ mà không ai mua thì nữa nó khô, giờ lấy chậu lại thôi. 30, cái này 30 hả? Chậu này giờ bán 40 ngàn một cặp mà không ai mua. 20 ngàn cây thôi? Ừ. Không ai mua. Không ai mua. Trời ơi. Giờ bỏ không tới sáng tới chiều, rồi ngày mai là khô gian cái gì. Bao lâu thì cái hoa này nó sẽ tàn? Đợi chừng dài rồi qua chừng 5-10 ngày nữa hả? Nếu như những cái chậu hoa như thế này 5-10 ngày nữa không ra được thì những cái bông hoa này nó sẽ héo. Ừ, héo. Bỏ và không, như bỏ thế không thì tới. Cây nó cũng sẽ chết và sẽ khô. Bỏ không tới rồi nó héo liền vậy. Dạ, và chú nói chỉ cần giữ được cái chậu nhựa như thế này. Cái chậu nhựa như thế này thì cái chậu nhựa như thế này là bao nhiêu một cái? Nhựa này chậu chính là 1.000 mấy một cái đó. 1.000 mấy một cái nè cô bác quý chị. Rồi cô bác quý chị thấy không? Cái cây nữa nè.
cái cây mà để chịu cho cố định cho cái chậu á, rồi phân ở trong này nữa nè, đất phân nữa nè, thì vốn nó là khoảng bao nhiêu chú? Cái một chậu này về phân về giót, dạ, về hộp, dạ, là khoảng 3.000-4.000 chưa tính tiền thuốc thì men phân á, phân tứ á, dạ, chưa tính á khoảng 5.000 á. Năm nay là coi như là gần như là thua. Hồi vốn là một điều gì đó rất là mừng đối với chú đúng không? Thua, chú nói là thua. Buồn không? Buồn không chú? Buồn kỹ vậy. Lấy vốn là được rồi đó. Thì hả, có nhiều người lỗ nữa đúng không? Đúng rồi, bán không được phải lỗ rồi. Ừ. Này bán còn nhiều đây cũng không sao. Dạ. Còn có nhiều đây không sao. Không sao. Không sao. Chỉ cần hồi vốn là đủ có nụ cười rồi. Ừ. Đúng không chú? Trời ơi trời, thương không? Tới từ xa sáng, tới cử chiều, tới cử nó mới ấy, còn bỏ tới xe cử sáng, chiều muốn héo. Nếu như mà cúc này đến thời điểm này á, là người ta mua hết hai cái vàng này, thì chú có giảm giá không? Sao không giảm? 15.000 chậu chú bán không? Bán luôn nữa. Vậy? Bán luôn nữa. 10.000 chậu bán luôn? Bán luôn. Vậy là chú đang nói đánh con hay là tại vì mình bán thì gỡ giá lại? Bán lấy tiền hộp rồi tiền phân rồi tiền chậu rồi thôi. 10.000 chậu thì chú sẽ lời được mấy ngàn? Lời cái gì? Giờ tiền tứ 2 tháng trời nên chị. Đó là lỗ, thậm chí lỗ. Tới một cử phân vậy là khoảng 400-500 ngàn á. Dạ. Chưa tính tiền xịt thuốc. Mà 2 tháng như vậy thì cúc thì 2 tháng như vậy thì bao nhiêu cử phân? 4 cử đó. 4 cử phân? Ừ. Ô trời. 4 cử là 2 triệu rồi. 2 triệu bạc rồi đó. Dạ. Và thuốc là xịt hàng lâu lâu ba chừng 5-7 ngày xịt cử ban râu vô đục bông nữa. Vốn đầu tư của mình nhiều không chú? Cái này thì không nè, không ấy mà ngặt cái vỏ bự, vỏ 4 cây 3 cây á. Vỏ những loại vỏ 3 cây như thế này là vốn nhiều đúng không? Ừ, 3 cây nữa. Là cái này là cái chậu này nó không, nó đã mất tiền rồi đúng không? Chậu này mất. Dạ. Chậu này 2-3 ngàn. Rồi cái tre này là do chú tự chót hay sao, hay mướn người ta? Tre này ta mua là một thêm vậy là 160 ngàn thêm. À, người ta làm sẵn như vậy? Người ta trẻ như vậy. À, một thiên lên 160 ngàn. Ừ. Ừ. Cái mình này mình trẻ nhà. Rồi sau đó là mình phải tốn công, rồi mình phải thuê người để mà cuộc dây bẹ này lại. Rồi. Thôi, chuyện này chú phải thuê đúng không? Rồi lật chèo ra. Lật, à, chú phải lật những cái chèo, những cái lá úa như thế này đúng không? Không, nó không có lá úa. Dạ. Lá nó còn ấy mà tại cây này nó si. Dạ. Nó lại nè. Nếu như được nói lời nào với vào một cái Tết năm nay cho những người làm vườn như thế thì chú sẽ nói như thế nào? Điểm nay coi như là ai cũng thua hết trơn chứ đâu phải ai được thắng đâu à. Dạ. Cái này còn đỡ, gặp mâm sâu còn lỗ nặng nữa đó. Dạ. Và vừa rồi thì Bùi Hồ mới có chia sẻ hình ảnh một chị trồng cúc mâm xôi hoa nở không đúng thời điểm. À, thương lái phải bỏ lại, đành chấp nhận bỏ cọc để mà lỗ ít và cô sẽ là người ôm hết. Đúng. Trễ rồi ôm hết trơn. Dạ. Trồng mâm xôi nó mạo hiểm hơn chú ha. Cô mâm sâu nó nặng tiền chứ không phải là nhẹ tiền. Dạ. Bởi vì nó là lễ chèo dữ lắm. Dạ. Mà sơ sẩy cái trái lá là thua nữa. Dạ. Chứ đâu phải, nó hình như là 6-7 tháng trời đó chứ ít sao. Cái công của mình thì nhiều lắm. Mà để có một cái Tết nó cho mọi người nó trang trí ở trong nhà đẹp á, thì cái công của những người làm nông như chú nè, vất vả lắm. Mà người ta lại không mua, người ta lại bỏ lại, thì đối với chú trong lòng chú ngoài việc mà mất tiền á, thì chú còn buồn dữ không? Đó là phải buồn rồi. Buồn về cái vấn đề mà cái công của mình như vậy mà người ta lại không tiếp nhận á. Ừ, bây giờ một mấy như có ba có năm trâu đó trễ là nó bỏ cọc, đâu có dám lấy gì cũng bán đâu được, tại là nó chịu bỏ cọc. Dạ. Nó lỗ ít. Dạ. Còn lấy gì ôm xô luôn không. Dạ. Có lỗ còn dữ lắm. Dạ. Rồi năm nay ăn Tết là lớn không? Lớn kỹ gì cũng bình thường như mỗi năm thôi. Dạ, năm nay ở trong nhà có nồi thịt kho không? Có rồi. Ủa? Con mở cái bàn tay chú ơi. Đây nè. Đây. Đây là bàn tay của những người nông dân làm lụng để làm đẹp cho những ngày Tết. Thì bàn tay lại chai xăng như thế này. Thậm chí là cái ngón tay, cái đầu của ngón tay của cô bác anh chị là to hơn cả cái phần trong này. Vì đâu đó cái độ cầm nắm khiên sách của chú á, làm cho cái bàn tay của mình nó gần như là chai sạn hết. Chai đúng thế không? Dạ, năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 68 tuổi.
Trời ơi trời, găng gì cỏ gì đâu bây giờ. Đụng là tét da. Tét da thì vẫn không có băng lại luôn, đúng không? Đây là bá vô ba cái này nè. Người ta nói bá vô những cây này, người ta nói là chú là ông chủ mà sao ông chủ gì đâu mà đơn giản đơn sơ vậy? Chủ gì? Thì trồng có việc trồng tới rồi chứ có gì đâu. Dạ. Rồi này qua đồ công trình. Đi trồng bá này rồi. Dạ. Giờ đang vô đó. Dạ. Ở đó là bá đồ công trình đó. Dạ. Phải nói là cái bây giờ trong lòng của mình cảm thấy buồn cho các chú như thế này. Một cái Tết mà nó không được trọn vẹn đối với những người trồng hoa như thế này, nó cũng phản ánh một phần nào về kinh tế ở thời điểm hiện tại hả cô bác anh chị. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi rồi. Cho con bắt tay chú một cái. Giờ đây thử một vòng coi còn gian đồng hết trơn, nó khó chơi đâu. À. Chứ đâu phải là thấy chơi gì đâu. Dạ. Còn dữ lắm. Đây là một trong những cái gốc rất là nhỏ trong một cái làng hoa rất là lớn mà Bùi Hồ muốn chia sẻ được rằng những cái tình cảnh của những người nông họ làm đẹp cho những ngày Tết, đem những cái chậu hoa, những cái chậu kiển để tô điểm thêm cho ngày Tết thì lại lòng của các cô chú lại khéo hơn. Và thậm chí một làng hoa như thế này nó vắng lặng, im điềm. Tưởng tượng là hai anh em là đi tưởng tượng không phải là ngày Tết mà nó là một ngày bình thường trong tất cả những ngày bình thường. Thôi thì đây là tình hình chung. Dù sao đi nữa thì Tết cũng đã đến. Và mong rằng những đoạn video clip chia sẻ như thế này sẽ cô bác quý anh chị sẽ hiểu thêm và thông cảm đối với những người trồng hoa làm đẹp nên cho những ngày Tết. Cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi. Dạ. Và như vậy là trong một cái video ngắn ngủi khoảng 30 phút thì Bùi Hồ đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị những cái người chủ, những người làm hoa, những người làm nên những cái màu sắc cho Tết và làm đẹp cho những ngày xuân như thế này. Họ lại trong lòng héo hon và thậm chí là khóa quầy là một điều gì đó rất là vui ở thời điểm này. Rất mong khi mà cô bác quý chị xem được đoạn clip này thì sẽ ủng hộ các cô, các chú vào những năm tiếp theo. Và mong rằng tình hình kinh tế của mình á, sẽ sau này sẽ ngày ngày càng phát triển để người dân có thể mua hoa sắm Tết. Và đặc biệt là công việc càng ngày càng được thuận lợi hơn, tiến bộ hơn để mà mọi người có thể về quê ăn Tết, để cho mọi những cái Tết không còn là điều hiu như thế này nữa. Và trong video clip của Bùi Hồ chia sẻ đó là một trong những cái gốc rất là nhỏ trong một cái làng hoa rất là lớn của một tỉnh thôi. Còn những cái làng hoa khác nữa mà ở đây mình có thể thấy một bức tranh ảm đạm của những người nông dân làm vườn trồng hoa cho ngày Tết. Và mong rằng cô bác quý anh chị xem được đoạn clip này á, sẽ like, share, chia sẻ để cho mọi người có thể cùng nhau biết, chung tay và ủng hộ những người làm đẹp cho Tết như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha.